Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Công đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch luôn thể hiện vai trò trách nhiệm với đoàn viên công đoàn, cùng với duy trì các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Công đoàn còn chú trọng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn trong ngành. Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 3 năm 2015, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Công đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đẩy mạnh các phong trào thi đua. Sau đây là nội dung chuyên mục. Công đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hiện có hơn 500 đoàn viên sinh hoạt ở 14 công đoàn bộ phận. Xác định thi đua là động lực để phát triển, ngay từ đầu năm, Công đoàn Sở đã chỉ đạo các công đoàn bộ phận phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thông qua đó, có nhiều ý kiến tham gia đóng góp nhằm thực hiện nhiệm vụ sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế của cơ quan, đồng thời phát động các phong trào thi đua. Nhận thức được công tác thi đua vừa là động lực phát triển, vừa là biện pháp quản lý quan trọng để xây dựng con người phù hợp với giai đoạn cách mạng mới. Xác định mục tiêu tổ chức tốt các phong trào thi đua khen thưởng là một trong những động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành, đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp với Ban Giám đốc cùng các tổ chức đoàn thể, tổ chức chỉ đạo, triển khai xây dựng chương trình công tác, đồng thời phát động các phong trào thi đua tới toàn thể đoàn viên trong đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành. Phong trào thi đua tập trung vào thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chú trọng tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ. Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp với Ban Giám đốc thường xuyên phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức tạo điều kiện cho cán bộ công chức trong đơn vị học tập nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao nhận thức, chất lượng công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm trước công việc được giao, xây dựng mối đoàn kết thống nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn ngành. Những nội dung công việc mà Ban Thường vụ chúng tôi cũng như Ban lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quan tâm đến cái hoạt động công đoàn thì trước hết chúng tôi quan tâm đầu tiên là đến công tác cán bộ và công tác tổ chức. Thì chúng tôi đã tập trung để kiện toàn cái đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn ở trong sở cũng như ở tất cả các đơn vị sự nghiệp ở các cái công đoàn ở cấp cơ sở. Cái thứ hai là chúng tôi cũng chỉ đạo tổ chức công đoàn trong cái việc mà tổ chức quán triệt tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn để trang bị cho họ những kỹ năng cơ bản nhất để họ tổ chức các hoạt động ở cơ sở. Vấn đề thứ hai là chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm tới việc hỗ trợ các điều kiện cần thiết như là cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như là về kinh phí để tổ chức công đoàn của ngành tổ chức được các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền giáo dục các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước đến cán bộ đoàn viên công đoàn. Phong trào thi đua với nhiều nội dung hình thức phong phú, mỗi cá nhân tập thể thực hiện đăng ký thi đua, tổ chức ký giao ước thi đua. Ngoài đợt đăng ký và phát động thi đua cho cả năm, đơn vị đã chủ động tổ chức phát động các đợt thi đua ngắn ngày theo thời gian, theo chuyên đề với các nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn như phát động đợt thi đua mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm ngày thành lập ngành, ngày phụ nữ Việt Nam. Kết thúc mỗi đợt thi đua đều tổ chức sơ kết và động viên khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân tiêu biểu. Phong trào thi đua của đơn vị được gắn kết với phong trào thi đua của địa phương, giữa thi đua với tuyên truyền giáo dục, giữa việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc tổ chức các phong trào hoạt động xã hội khác như phong trào học tập, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Phong trào thi đua phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu và đã trở thành hoạt động tự giác trong mỗi cá nhân, đơn vị. Qua đó góp phần động viên, khuyến khích cán bộ, công chức không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm phấn đấu vươn lên, tạo nên sức mạnh để khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, nguồn lực, phục vụ tốt nhất, hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn đơn vị. Trong cái năm 2014, thì ngoài cái việc về công tác chuyên môn là chính, thì trên cái cơ sở đó, công đoàn đã quan tâm, chăm lo đến đời sống, quyền lợi của cán bộ, công nhân viên. Thế nhất là trong gần đây, những cái phong trào của công đoàn ngành, phong trào văn hóa, văn nghệ, phong trào thể thao, thì được Đảng ủy, Ban Giám đốc rất là chú trọng, cho nên nó tạo được cái khí thế sôi nổi. Xuất phát từ cái đó thì cái phong trào của cán bộ, cái tinh thần cổ vũ của từng cán bộ nhân viên ở các công đoàn cơ sở họ rất là phấn khởi và yên tâm trong công tác.
Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm do Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động, Công đoàn Sở đã chỉ đạo các công đoàn bộ phận phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp triển khai phát động phong trào thi đua đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Ban chấp hành Công đoàn Sở đã tranh thủ sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn trong ngành phối hợp với chuyên môn đồng cấp để triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn. Nhiều phong trào đạt hiệu quả cao như phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, phong trào cán bộ, công nhân viên chức lao động, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, đẩy mạnh cuộc vận động, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức, trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, và xây dựng gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lao động văn hóa, đã được 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn trong sở tham gia hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả cao. Công đoàn, đoàn nghệ thuật ca múa nhạc là một tổ chức hoạt động rất có hiệu quả. Kể từ khi thành lập đến nay là công đoàn luôn luôn là một cái bộ phận mà sát cánh với lãnh đạo, đơn vị, thường xuyên nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của anh em trong đơn vị và kịp thời có những quan tâm, động viên đối với cán bộ, công nhân viên trong đơn vị những khi mà khó khăn đấy, và giải quyết được những cái chế độ cho anh em rất kịp thời. Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Ban chấp hành Công đoàn Sở đã tổ chức hội thi cắm hoa nghệ thuật cho chị em toàn ngành, qua đó tạo sân chơi bổ ích cho chị em. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Ban chấp hành Công đoàn Sở đã chỉ đạo các công đoàn bộ phận tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền sôi nổi, thiết thực. Đồng thời tổ chức giải thể thao giao lưu văn nghệ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong ngành. Giải thể thao giao lưu văn nghệ đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia với gần 200 vận động viên và hơn 50 diễn viên. Đây thực sự là ngày hội của cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn trong ngành. Kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Ban chấp hành Công đoàn Sở đã phối hợp với Phòng xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, tổ chức hội nghị tọa đàm về phòng chống bạo lực gia đình với xây dựng gia đình hòa thuận, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Bản thân là một đoàn viên công đoàn trong cơ quan thì cùng với anh em công đoàn, đoàn viên trong cơ quan tích cực tham gia tập luyện các chương trình ca múa nhạc trong đoàn để phục vụ các chương trình trong tỉnh và tham gia các phong trào như là thăm hỏi và ủng hộ những cái quỹ vì người nghèo trong tỉnh phát động. Để các phong trào thi đua thực sự có chiều sâu, Ban chấp hành Công đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các công đoàn bộ phận trực thuộc thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, lao động, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của công đoàn, luật công đoàn, bộ luật lao động, hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuyên truyền tháng công nhân, chương trình xây dựng nông thôn mới. Song song với các nhiệm vụ của nhà trường thì cái công tác công đoàn của nhà trường cũng được chú trọng và tập trung vào các ngày lễ lớn trong năm để phát động các cái hoạt động của nhà trường. Trong năm 2014, một số các cái hoạt động mà mang cái tính chất nổi bật như các cái phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào hiến máu nhân đạo và tập trung vào các cái phong trào thi đua trực tiếp là huấn luyện các cái đội tuyển thể dục thể thao chuẩn bị cho cái đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Công đoàn tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong ngành thực hiện chỉ thị số 03 CTTU ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015. Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, cùng với chủ đề xuyên suốt toàn khóa, suốt đời phấn đấu cần kiệm liêm chính, trí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị. Chỉ đạo các công đoàn bộ phận
vận động công chức viên chức lao động, thực hiện tốt chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu bia trong ngày làm việc, không hút thuốc lá nơi công sở. Nghị định 32 của Chính phủ về bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy. Trong thời gian vừa qua thì công đoàn nhà trường luôn luôn cũng chủ động phối hợp với lại ban giám hiệu cũng như là các tổ chức đoàn thanh niên, rồi thì báo cáo với chi bộ để thứ nhất là về lĩnh vực quan tâm đối với đoàn viên, thì hàng năm thì cũng tổ chức cho anh em cán bộ đoàn viên công đoàn cũng tham gia học hỏi kinh nghiệm ở các tỉnh. Cái thứ hai là cũng chủ động báo cáo để phối hợp và chăm lo đến cái quyền lợi ích của cán bộ nhân viên. Bên cạnh đó, công đoàn còn tuyên truyền vận động cán bộ công chức viên chức lao động tích cực tham gia các chương trình của quốc gia như tuần lễ không hút thuốc lá, tuần lễ an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường và ngày môi trường thế giới. Hưởng ứng tháng phòng chống ma túy, HIV/AIDS và phòng chống các tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng các quỹ vì công nhân lao động nghèo và các quỹ do tỉnh phát động. Bản thân mỗi đoàn viên không ngừng phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng với công việc được giao. Trong năm qua, công đoàn nhà trường rất quan tâm đến anh chị em cán bộ cũng như là nhân viên của cơ quan. Thì ngay từ đầu năm, thì nhà trường rất quan tâm từ cái việc gọi thăm hỏi, động viên anh em để anh em phấn đấu từ cái đầu năm để tập trung tốt cho công việc, cũng như là định hướng cho cái việc là bồi dưỡng, đào tạo và tập huấn cho anh em. Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua, công đoàn thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công chức trên mọi lĩnh vực công tác. Thông qua đó, mỗi cán bộ công chức trong đơn vị đã nêu cao được ý thức trách nhiệm của mình, duy trì mối quan hệ đoàn kết nội bộ, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, yên tâm công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong những năm qua thì dưới sự chỉ đạo sát sao của chi bộ Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc Vĩnh Phúc, Ban chấp hành công đoàn Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc Vĩnh Phúc đã có rất nhiều những cái hoạt động như tư vấn trong cái việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cũng như quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động trong đoàn. Đặc biệt trong những năm 2014 vừa rồi thì Ban chấp hành công đoàn chúng tôi cũng đã tổ chức rất nhiều các buổi gặp mặt, tặng quà, thăm hỏi như ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10 cũng như ngày các ngày kỷ niệm khác của đơn vị, góp phần tạo cho cái không khí vui tươi cho cán bộ diễn viên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có thể nói, phong trào thi đua ở Công đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thực sự trở thành động lực, mục tiêu phấn đấu của mỗi cá nhân, tập thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chuyên sâu về nghiệp vụ, có tính kỷ luật cao, có tinh thần trách nhiệm, yêu ngành, yêu nghề, đoàn kết thống nhất, góp phần cùng với toàn ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chuyên mục Lao động và Công đoàn kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.